Hi, welcome back to my channel. Stats, here we go. Okay. OK, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Let's go. Thank you.
Traffic Reader, let's go. Go to our Vice City, okay? Let go. Tommy Vercetti! I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Rồi sau đó thì sẽ tiếp tục làm một bộ tiếp theo. Các bạn sẽ đến điểm Enlo.
get some sleep, he says. I have been. Rồi vào tôi cái cho cửa theo ba. Let's go. Ok. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Ok, let's go. Place right here. Let's get off the street and find the danger close. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I can probably get you some work. Come on, let's head over here. Around the back and use the service door. Thank you.
Okay. Good day, Alo, CS. Hey, so there he is, huh? I got you a nice little place to... This is it, Tony Holmes. Now take me to my place. Apartments cost money. San Andres. Officer Hernandez. Who? Officer Hernandez. I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay, bitch. You watch your tone, boy. Now listen, I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. Hey, beat up is only a couple of blocks away. Okay, the hood's all messed up, huh? Shit, you try to get any of these crackheads to help you out. No wonder the families ain't up on it. Apart from Smoke, Sweet, and you know yours truly. Grove Street don't bang no more. Yeah, just get blown. For sure. Hey, slow down, fool. Let's just cruise through the hood and find that somebody's selling.
check it out. Somebody's selling to one of the homies. Who you think you touching, homeboy? Hey, partner, I'm working, man. What's... Man, I know this cat. Hey, grab hold of that bat over there. You better not do that again. Man, we on a serious mission now. Ooh-wee! Man, you can smell a crack den a mile away. Yeah, let's shoot through and introduce ourselves. Good afternoon, ball of dope pushers. Grove Street OGs come to do... Grove Street going down! Ninja these motherfuckers! Man, all like motherfucking weird motherfuckers. Me and you... Ain't no reps out here. Hey, fool, you ever had a speed knot? Hey, I'm about to just thump. OK, sau đó thì lại ra ngoài. Và tiếp tục các bạn sẽ đến Now ballers know Grove Street families on their way back up. For sure, homie. And what's more, you ain't run out on me. Time's changed. Oh, man, they gonna be mad at us. Catch him now at the next light. And I'll warn the gang later. For now, it's just basking in the silence of victory, motherfucker. Now that the base ain't getting pushed up in their faces. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái đối trò. Review rushing. Let go. Thank you.
my god, so dope. Wow. Alright, come on, somebody can talk. 3, 2, 1, go. Russ Hawari, let go. Father, get the show. Hi, Kareem. Right, shoot you. Let go. Thank you.
Wow, tự nhiên lại giật. Oh my god, có vẻ cơ thể này hơi lặng à. Okay, tiếp tục là. Need for Speed, No Limit. Let's go.
Oh my god. Wow. Quỳ xuống lại luôn cái này. Okay, let's go. Ride 'em, cowboy! Yee-hoo! Okay, race mato. Said Russian shoe, okay. Thank you.
Bubble boy, okay? Let go. Không biết cô lát được tự em này không? Mình sẽ vào lại xem như thế nào. Đâu nhờ? Bubble boy. Có thể không bao giờ rồi. Vậy thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Ở Fast 9. Let's go. Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Một tựa game khá đẹp các bạn nhé. Cấu hình thì các bạn muốn chơi tựa game này thì đòi hỏi cấu hình cao hơn một chút. Video hay thì like, share và subscribe giúp mình nhá. Ok. Và mình sẽ vào phần thì lấy cúp. Và đây thì các bạn sẽ phải gặp cảnh sát và sẽ chạy thoát khỏi cảnh sát. Let's go. Thank you.
完了，花一个。Father of the show, let go. Các bạn phi thẳng thì các bạn phải tốc độ cao nữa. Thằng này là các bạn phải phi sang đường bên kia đâu. Ok, let's go. Racing Mato. Let go.
Oh my god, cái này điều khiển nó khó hơn Wastemaster. Và tốc độ điều khiển trái phải rất khó luôn. Không nhận như Wastemaster. Vào tới cái tiếp theo. Guys, có đó mình phải quanh sang bên trái một tí nữa thì mới không bị đâm. Mình đã quanh hơi nhẹ, ok. Traffic to, let's go. Đây thì điều khiển hơi khó một chút, bởi vì đây là bánh xe nó rất là nhạy luôn. Tiếp tục nào, mình sẽ vào level tiếp theo. Let's go. Thank you.
Come on now. Đơn là sao để con quái vật này sẽ bay đi. Làm sao mà nó bắn chuẩn thế nhỉ? Wow. Chiếc tay đã rơi ra rồi. Máu đang tụt xuống. Sao nó nhằm chuẩn đường đấy thế nhỉ? Không nghĩ em chuẩn đến mức độ đâu. Rõ ràng mình đang cố tránh rồi. Trừ thì hai cái chân và hai cánh tay là lúc ấy các bạn sẽ phá tiêu diệt được boss này. Oh my god. Một chân đã hy sinh. Và còn chân tiếp theo. Chiếc tay đã bị phá hủy. Chân này có bị rốt. Ok, và còn một cánh tay bên kia. Oh my god. Dạo nữa thành công. Phát nữa thôi. Ok. Điều chỉnh rất khó luôn. Rush round đi ba. Let's go. Best forcing. Every time. 100%.
联动。哇哦！Các bạn muốn dừng đỗ ở đâu thì các bạn sẽ gấp phải xin nha bên đó. Ok. Tảng đá này mà sao lại không được à? Thank you.
Oh my god, không đủ thời gian luôn. Rồi mình sẽ đi đường thẳng này luôn. Rồi tôi đi. Nên đi đường gần đó rất là khó luôn. Xe này khó lái thật. Oh my god. Không kịp. Không kịp rồi. What? Lại đâu? Chiếc xe này phải đi cẩn trọng. Bởi vì nó khá là gồ ghề và nó khá là trơn tru trong chiếc xe này. Mình sẽ đi từ từ, không ẩu nữa. Ẩu thì mình càng thua. Các bạn chỉ phóng nhẹ một cái thôi mà nó đi xa rồi. Oh my god, oh my god. Không kịp luôn. Wow. Fire rushing. Ok, let's go. Rồi, cái này bình yên. Cái này là dừng này. Cái này là tiến này.